Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dăm cành qua dăm bụp nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn là cách dăm bằng cành, các cành để dăm nha các bạn. Thì đây là qua dăm bụp mình nè. Thì chúng ta sẽ lựa những cái đọt mà không non quá mà cũng không già quá nha các bạn. Đó, như cây này thì như cái nhánh này chúng ta sẽ cắt được một khúc đọt trên đây thôi. Đó, tầm khoảng cái này. Còn nhiều khúc dưới đây già quá chúng ta sẽ bỏ nha, chúng ta không có ghim. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghim không cần sử dụng thuốc kích thích rễ nha các bạn. Đó, thì đây mình sẽ cắt những cái đoạn này. Đó, các bạn nhớ xem nha, cái đó, nó từ đây xuống đây nó tầm xanh xanh cái này các bạn. Nếu mà cái thân nó bị đen chúng ta ghim sẽ nói chung là ra rễ nhưng mà rất là lâu nha các bạn. Thì mình lựa tầm khoảng cái này nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ ghim. Giờ mình sẽ tiến hành cắt nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cắt nhánh này nha các bạn. Này, rồi mình xem cắt rồi những nhánh như vậy nè các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ lãi những cái bông này chúng ta bỏ nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lãi những bông còn chúng ta bỏ nha. Đó, đây cắt về thì này tầm khoảng một tấc nha các bạn. Đó, 10 cm nha các bạn. Đó, đó, nhánh thứ hai mình cũng sẽ lãi bông bỏ luôn. Này thì cái thân nó sát lá nó bẻ lá bỏ luôn. Đây, chúng ta lãi bông bỏ hết nha các bạn. Đây là qua dung bọc thái nha các bạn. Đó, thì cất nó ghim cũng không dễ cũng không khó nha các bạn. Các bạn nhớ xem kỹ mình làm nha. Rồi, ok, thì sau khi mình lặt bông hết thì chúng ta sẽ được như vậy nè các bạn đó. Rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành ăn đất nha các bạn. Đây thì mình sử dụng đất sét nha các bạn. Đất không ướt mà không, nói chung là vừa có độ ẩm dẻo dẻo nha các bạn. Đây, như vậy nè các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng đất như vậy nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ dò cho cục đất nó dẻo lại đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành gắn vô cái đầu mà mình cắt đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ bóp và cho chặt lại. Rồi như các bạn đó. Rồi mình tiếp nhánh thứ hai nha các bạn. Đất này các bạn nhớ là không ướt mà cũng không khô nha các bạn, nó vừa dẻo thôi nha các bạn. Đó, như mình bóp này các bạn. Rồi, chúng ta tiếp nhánh thứ các bạn biết sao mình phải nắn cục đất không các bạn? Thì cho cái mình bóp cho sát á, nó sẽ sát thân, nó không có lỏng cái bầu nha các bạn. Với thứ hai là nó khơi nước, nó không có rút vô cái đầu cây này, nó sẽ không bị thúi nha các bạn. Đó, thì giờ mình làm 4 nhánh demo cho các bạn xem nha. Thì các bạn thêm làm, các bạn làm theo nha. Rồi, thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trồng vô bầu nha các bạn, mang vào cục đất qua bên nha. Rồi, thì ở đây mình có dọn mấy cái bầu sẵn nè các bạn.
Đây là những bầu phân rôm nha các bạn, phân rôm quay mục á, thì mình dọng sẵn rồi đó. Rồi thì giờ mình sẽ trồng nó vô nha các bạn. Đây mình sẽ trồng nó vô, mình mau lên nè, mau lỗ một lỗ cái chúng ta để xuống. Rồi chúng ta đè chặt chặt phân lại nha các bạn đó. Rồi đó, chúng ta đè cho chặt lại nha. Tiếp nhánh thứ ba. Rồi ok, sau khi chúng ta trồng như vậy rồi nè các bạn. Đó, trồng vô cái bầu như vậy rồi. Chúng ta sẽ dùng một cái bọc mũ ni lông nha các bạn. Mũ ni lông trong á thì chúng ta sẽ trùm nó lại nha các bạn. Rồi để mình giờ này ra cho nó trống mình dễ làm nha các bạn. Các bạn coi coi kỹ mình làm nha. Chúng ta dùng cái bọc mà khoảng bọn mua cái bọc chúng ta ra tiệm á, mua bọc là bọc đựng đường á, 2 kg hoặc 1 kg. Thường là mình sử dụng bọc 2 kg để cho nó rộng các bạn, dễ mình dễ trùm nó vô thôi. À, các bạn trùm nó vô về nè. Thì mình không có nhà kính á, mình sử dụng cái bọc mũ mình thay thế cái nhà kính nha các bạn. Đó. Rồi, sau khi chúng ta trùm vô vậy các bạn nói về chúng ta sử dụng một con dây thun chúng ta buộc nó lại nha các bạn. Rồi thì cái bọc này mình sử dụng rất là nhiều, nó hơi cũ nha các bạn. Thì một cái bọc này chúng ta xài được rất là nhiều mùa nha các bạn, các bạn xài kỹ thì xài rất là lâu nha. Thì nếu thường thường thì chúng ta sẽ giặt lại cho nó có độ sáng lại. Chúng ta trồng cái bọc này nè sẽ tạo một cái độ ẩm cho cái cây nó kích thích nó dễ là rễ hơn nha các bạn. À, chúng ta trồng vào là vậy ha. Thì cái dâm bụt nó thời gian ra rễ là khoảng tầm 15 tới 20 ngày nha các bạn. Thì các bạn thường xuyên thăm thăm nôm nó nha. Thì mình trồng bọc vô xong mình sẽ để cho trong mát nha các bạn. Để trong mát và khoảng 7 tới 80% nắng nha các bạn. Thường các bạn mua lưới len á, thì mua lưới khoảng 80%. Mình sử dụng 70 tới 80% nắng nha. Tùy theo cái dụng của các bạn, nếu mà các bạn dùng các bạn ít nắng thì các bạn mua 50-60 cũng được nha các bạn. Còn dùng đầu nắng nhiều thì chúng ta dùng từ 70-80% nắng nha. Mua lưới len á, chúng ta che lại. Tại vì mình trồng bọc như vậy nè, nó sẽ tạo trong cái cây, cái nhánh cái độc của chúng ta nó sẽ tươi hoài nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình vô bọc về rồi thì mình sẽ đưa nó vô mùng, đưa vô nha cái chỗ mình che lưới len các bạn. Thì 15 tới 20 ngày sau thì chúng nó sẽ ra rễ nha các bạn. Các bạn nhớ thường xuyên xem và theo dõi nó nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đem vô mùng để rồi mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Rồi các bạn, thì đây là cái chỗ mình chỗ dâm cây của mình nè các bạn. Thì đây mình để trên vàng nha các bạn. Thì đây là những cái cây mình dâm bằng cách dâm cành đó các bạn. Thì mình để trong một cái lưới lan như vậy. Lưới lan này của mình là 80% nắng nha các bạn. Đó, thì mình để như vậy, để vô trong vàng như vậy, mình sẽ che nắng lại nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình kéo mình che lại nha các bạn xem nha. Đó. Thì mình che mình để trong mát như vậy là các bạn. Thì nếu mà mình để ngoài nắng được tiếp thì nó sẽ nóng và nó chín cây luôn nha các bạn. Tại vì mình trồng có bọc mũ các bạn. Thì các bạn nên để trong mát như vậy. Đó. Để rồi chúng ta thường xuyên ra thăm theo dõi nó nha. Rồi thì rồi đây là các bạn, thì đây là những cái cây dâm bụp mà mình đã dâm trước đó các bạn. Thì nó đã rễ và mạnh rồi nè các bạn, thì rễ nó đâm ra tới bầu luôn nè. Đó, thì các bạn làm theo như mình hướng dẫn nha các bạn. Nếu mà có gì không hiểu thì các bạn hãy liên hệ Zalo mình nha. Hoặc nhắn tin Zalo mình đó là 0944 063 107 nha các bạn. Thì
Thường thì các bạn muốn cần gì thì các bạn nhắn tin, thì mình sẽ rảnh mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Thì đây là những cái đọt bông bụt mình đã ghim trước rồi, là đó là các bạn đó, đây đó mình ghim như vậy nè đó. Thì cây nai nó ra rễ rất là mạnh rồi các bạn đó. Đây thì như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành trồng vô chậu được rồi nè các bạn đó. Thì sau khi trồng vô chậu một thời gian, chúng ta sẽ cắt ngang đọt ngang đây, thì chúng ta sẽ được một cái đọt nữa, thì chúng ta sẽ nhân giống ra tiếp nha. Thì khi cắt ấy, thì để cho nó đâm được nhiều và cũng được nhiều bông nha các bạn đó. Chúng ta cắt tầm khoảng từ dưới chậu lên đây khoảng một tấc nha các bạn. Thì còn cái đọt này chúng ta sẽ tiến hành đi dăm lại đó, như cách vừa rồi mình hướng dẫn với các bạn đó. Thì chúng ta sẽ được một cây giống mới nữa. Thì cây này, những cây này nè đó, mình dăm rất là dễ sống nha các bạn đó. Nha, cái đọt này không quá không già cũng không non nữa các bạn, nó vừa ghim luôn nè các bạn đó. Bây giờ chúng ta trồng vô chậu khoảng 5 ngày tới 10 ngày thì cái cây nó bắt rễ rồi đó các bạn. Thì các bạn tiến hành cơi đọt, có người gọi bóng đọt, thì mình thường là mình gọi cơi đọt nha các bạn, để cho nó đâm được nhiều tược mới ra đó. Thì cái đấng đọt này là chúng ta sẽ ghim lại và chúng ta sẽ lấy được một đợt giống nữa nha các bạn. Đây là áp dụng cho những bạn mà trồng số lượng nhiều quá các bạn, để mình bán cho công trình hay gì đó. Thì chúng ta sẽ lấy lại cái đọt này nha, rồi cái gốc mình nán đi, rồi mình còn lại một cái đọt như vậy nha các bạn. Rồi thì thông qua video thì mình cũng có cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho mình ha. Nếu các bạn mến mình, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chuông để nhận những cái video mới nhất của mình. Thì những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc nè, rồi cách nhân giống hoa hồng, chăm sóc những cái loại cây hoa kiểng các loại ha. Thì những cái gì mình biết mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì mong các bạn cùng đồng hành với mình và ủng hộ cho mình đó. Thì mình trân trọng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì thông qua những cái video của mình thì có để những cái sản phẩm mình đã sử dụng như phân thuốc để cho các bạn tham khảo ha. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha, qua Zalo là 0944 con số 3107. Mình cũng trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều, và qua video này mình cũng xin chúc các bạn thành công rồi mình cũng kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào và hẹn gặp lại. Bye bye.